Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm thử thách 24 giờ ở trên cái nhà phao. Nhà phao nha các bạn, nói chung là nhà là bằng phao với lại bằng xốp nè. Ở trên sông 24 giờ. Đây hiện tại đang là 4 giờ 28 phút ngày 21 tháng 8 nha các bạn. Nói chung là thời gian là mình xem trên website nhưng mà không có xem ở trên điện thoại nha. Tại vì thời gian trên điện thoại là chúng ta có thể chỉnh sửa. Mình sẽ chỉnh sửa thời gian trên điện thoại thử cho các bạn xem nha. Mình sẽ vào cài đặt chung nè. Mình sẽ vào ngày giờ nè. À, vì vậy như thử thách này thì mình vẫn xem thời gian trên website nha các bạn. Nói chung là mình sẽ ở đây tới 4 giờ rưỡi ngày mai. Nói chung là chiều mai. Mình hiện tại là mình chưa có đem cái đồ ăn các bạn. Đây mình chỉ mới đem có hai chai nước, hai cái đèn pin. Cái này cái khẩu trang hồi nãy của mình. Còn đây là cái viên đạn đó mình mới vừa lượm được ở bên bờ sông luôn nè. Viên đạn còn nguyên đầu đạn luôn các bạn. Hiện tại là mình bị mắc cạn luôn các bạn ơi. Thằng đại mới đem đồ ra cho mình nè. Phải đi vô đi cô. Lội vô, lội vô. Nó phải lội ra, nó phải đưa đồ cho mình được mấy bạn. Mắc cạn giữa sông luôn à. Hiện tại đang là 8 giờ tối nè mấy bạn ơi. Thằng đại mình nó vừa mới đem đồ ra cho mình luôn. Nãy giờ là mình ngồi từ 4 giờ mấy, ngồi tới 8 giờ là nó mới edit video rồi xong hết luôn. Nó mới đi lấy đồ cho mình nè. Là bây giờ là mình đang mắc cạn luôn. Đây nó đem cho mình một mớ xì nắp cái bánh mì rồi nè. Để dành cho mình ăn luôn nha. Đây và đặc biệt là một cục sạc dự phòng mấy bạn ơi. Nãy giờ mình ngồi mình bấm điện thoại nó, điện thoại mình hết pin luôn rồi. Còn có 4% luôn à. Ok mình sẽ sạc pin luôn. Nói chung là ở cách lần này là mình chỉ ăn xì nắp với lại bánh mì thôi mấy bạn ơi. Tại vì mình chuẩn bị là tôi xong là mấy thằng đại của mình là nó không có đem đồ ăn cho mình được nữa. Nên mình chỉ ăn vô đây thôi nha. Nói chung là mình sẽ ăn vô đây thôi. Bây giờ mình sẽ ăn tối bằng cách là ăn bánh mì nha. Đây bữa tối của mình sẽ là mấy cái bánh mì nha mấy bạn. Nãy giờ ngồi chờ nó đói quá trời quá đắt luôn. Ngồi từ gần 5 giờ mà ngồi tới 8 giờ luôn. Mình nghĩ là khuya là khoảng 12 giờ khuya hoặc là 1 giờ gì đó là nước nó sẽ lớn lên. Và nói chung là mình sẽ hết mắc cạn chứ hiện tại là mình bị cạn luôn các bạn, không có đi đâu được nữa hết á. Bây giờ mình chỉ cần chờ nước lớn thôi mình mới đi được thôi. Nói chung là hiện tại là mình sẽ nằm đây và ngủ tới 1-2 giờ khuya thử cái nước có lớn hay không, nó có cho mình đi hay không nha. Chứ giờ là mình hết đi được luôn rồi, nằm im luôn các bạn. Nói chung là hết lần này là sẽ rất là khó khăn. Tại vì mình sẽ cho nó trôi xong. Nó sẽ đâm vào cây hay là nó mắc cạn vô mấy cây nhọn hay gì đó. Nói chung là có rất là nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nên mấy bạn nào xem video này nếu như muốn ủng hộ cho mình thì hãy nhấn like và chia sẻ video này giúp mình nha. Ok bây giờ mình sẽ ăn tối. Sau đó sẽ chờ nước lớn lên và thả trôi. Chứ giờ là mình bó tay rồi. Hơn 10 giờ mấy bạn ơi. Nói chung là hơn 10 giờ rồi mà nước vẫn chưa lên luôn mấy bạn. Chắc là mình sẽ ngủ luôn quá. Còn nước nó lên cậy nó. Đây. Đã hơn 10 giờ mà nước nó vẫn nằm dưới kia mấy bạn. Nước nó vẫn ở dưới kia nó vẫn chưa lớn lên. Nói chung là mình sẽ ngủ luôn nha. Thử coi 1-2 giờ coi như thế nào. Gần 12 giờ khuya mấy bạn ơi. 5 phút nữa là 12 giờ khuya rồi. Công nhận là khó ngủ ghê luôn á. Mình nằm ở dưới nói chung là mình nằm nước nó văng lên thôi sao mình cứ nghe tiếng nước nó cứ ọc bọc bị bõm. Nói chung là rất là khó ngủ với bạn. Gần 12 giờ mình nằm nãy giờ trần trọc tới giờ mới nên mình giờ mình ngồi dậy mình thử như thế nào nè. Để mình ra ngoài thử coi nước như thế nào nha. Nước nó đang dâng lên nữa các bạn ơi. Nói chung là nước nó lên rồi. Hơi khó quay tại tối quá. Nói chung là nước nó đang dâng lên. Mình đang nằm kế bên nước luôn. Cảm giác ngủ nó nghe nó cứ lên đền sao á, khó ngủ quá. Nói chung là giờ nước nó đang dâng lên đó mấy bạn, nó dâng cao lên rồi mình chuẩn bị sẽ bị trôi. Không biết là sẽ trôi về đâu.
À, nói chung là đã 12 giờ rồi mà mình ngủ không được, nước nó cứ ọc 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 thì sao các bạn, rất là khó ngủ. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ ráng mình ngủ, chợp mắt mình ngủ thôi, mất công sáng mai mình dậy không nổi. 1:21 các bạn ơi, 1 giờ sáng nha. À, công nhận là khó ngủ cực kỳ luôn các bạn, cảm giác là nó cứ khi nào ở dưới là mình đang có tính biển hay sao, nó rất là nghe nó nhức đầu ghê luôn á. Nó cứ cảm giác là mình cứ nghe mình cứ quay qua cái quay lại rồi nó cứ lên sao á, rất là khó ngủ. Giờ mình nghe như là mình bị say sóng vậy các bạn. Hiện tại là đã gần 1:30 khuya nhưng mà mình vẫn không nghe lạnh gì hết các bạn. Nói chung là chắc tại trong cái nhà này nó bằng xốp nè nên rất là ấm, nghe bình thường không có lạnh gì hết nha, không cần đắp mền luôn. Chỉ có duy nhất là khó ngủ thôi, ngủ nó cứ đưa qua đưa lại hơi bị khó ngủ. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng ngủ tới sáng thử coi như thế nào. Gần 6 giờ sáng các bạn ơi. Tối giờ mình ngủ được khoảng 5 tiếng các bạn. Khó ngủ và cố luôn. Nó cứ sao á, nó cứ cảm giác nó lên nhức đầu sao, khó ngủ lắm các bạn. Nên mới có 6 giờ là mình dậy rồi. Để coi mình giờ mình đang ở đâu nha. Đây, hiện tại mình vẫn đang trôi lên trên sông các bạn ơi. Nước giờ lớn quá trời quá đất luôn. À, nói chung là bây giờ mình sẽ súc miệng của mặt vào ăn sáng các bạn. Hơn 12 giờ trưa mấy bạn ơi. À, 12 giờ 16 phút rồi. À, mình sẽ ăn cơm trưa. Cơm trưa của mình là mấy cái bịch xì nách nè, mình còn 2 bịch cuối cùng mấy bạn. Đây chỉ còn 2 bịch thôi. Giờ chỉ còn có vỏ thôi, hôm qua giờ là mình ăn gần hết rồi, chỉ còn có 2 bịch duy nhất thôi. Nói chung là bữa trưa nay là mình chỉ ăn 2 bịch xì nách này thôi. Hồi nãy là lúc khoảng 11 giờ nó trôi ra ngoài giữa sông á, nó nóng và cố luôn các bạn, nó trôi lúc mà ngoài nắng á, nó nóng kinh khủng luôn. Hên tự nhiên mình trôi ngang được cái một cái lùm cây ngoài mọc ngoài giữa sông nữa các bạn. Đó, nói chung là mình đang bị vướng vào một cái nhánh cây mọc ngoài sông nè. Rất là may mắn nên hiện tại đây rất là mát. Nước nó ngày càng lớn hơn rồi nè. À, cái bè mình là vẫn không sao nha các bạn. Mọi chỗ đều bình thường. À, nói chung là mình sẽ ở đây khoảng 4 tiếng nữa là mình có thể về các bạn ơi. Ngồi tối nay thực sự là nó rất là chán. Điện thoại mình là không có wifi, chỉ có 3G thôi, mà 3G mình sử dụng thì nó sẽ rất là mau hết pin nên mình thực sự là không dám sử dụng điện thoại nữa các bạn. Hôm qua tới giờ là mình chỉ nằm ngủ trong đây thôi. Tôi tới tôi lui nó nhức đầu và cố luôn các bạn. Nó cảm giác nó cứ chị quay qua quay lại mà nó dập dình sao nghe như bị say sóng vậy á. Và còn rất là hầm nữa. Lúc mà ra ngoài nắng á, cái xốp này nó hầm bà cố luôn mấy bạn. Nói chung là mình sẽ cố gắng ở trong đây khoảng 4 tiếng nữa và mình sẽ kết thúc video. Chứ thật sự là bây giờ mình đang cảm thấy rất là mệt mỏi, nhức đầu nữa. Hơn 3 giờ chiều mấy bạn ơi. Phải công nhận là nó nóng khủng khiếp luôn mấy bạn. Nắng nóng kinh hoàng luôn. Nó vừa hầm nó vừa nóng, nói chung là cái hồ xốp này nó hầm nó nóng ghê quá. Nhức đầu nữa, nó vậy nó cứ trôi lên mền nhức đầu quá. Còn khoảng hơn 1 tiếng nữa là mình có thể về rồi. Mình sẽ cố gắng chịu đựng tới 1 tiếng mấy nữa. Hiện tại là 3 giờ 57 phút các bạn ơi, gần 4 giờ rồi. À, bây giờ mình sẽ chèo về nha các bạn. Chứ giờ mình đi trôi ở đâu mình không biết luôn rồi. Nói chung là bây giờ là khoảng 4 giờ mình sẽ chèo tới chỗ hôm qua của mình để mình leo lên bờ. Chắc mất khoảng nửa tiếng. À, nói chung là video hôm nay là mình trải nghiệm 24 giờ trôi trên sông. Kết quả là nó trôi mình đi tùm lum tùm la hết mấy bạn ơi. Cảm giác bây giờ của mình là nghe thật sự rất là nhức đầu. Y như là bị say sóng vậy mấy bạn. Nó vừa trong cái hồ xốp này nó vừa hầm nè.
mà nó còn vừa trôi tới trôi lui mà nó còn quay qua quay lại rồi nó bá vô bờ, nó bá vô cây nữa, nói chung là rất là nhức đầu luôn. Bây giờ mình cảm thấy đang rất là nhức đầu luôn các bạn. Tối thì rất là khó ngủ nữa. Tối thì tối ngày cứ nghe tiếng cá rồi nghe tiếng bong bóng rồi nói chung là nó trôi đi tùm lum la hết, tối rất là khó ngủ, mình thức dậy liên tục luôn. Nói chung là ở đây là thử thách khó nhất mà mình đã từng thử thách luôn các bạn. Vậy mình kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem hết video thấy hay thì bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình. Tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ chèo về. Không biết giờ đang ở đâu luôn các bạn ơi. Cho hỏi đi nhanh các bạn ơi. Wow. Wow. Lên được rồi, giờ biết sao lấy nó nữa. Nói chung là thử thách lần này là cực kỳ khó luôn các bạn ơi. Tối ngủ không được. Nó cứ cho mình tới cho mình lui, rồi nó đụng mình vô cây, đụng mình vô lục bình, rồi đụng vô tùm lum tùm la hết á, rất là khó ngủ. Nhức đầu và say sóng luôn các bạn. Mấy bạn xem hết video thì bấm like và chia sẻ giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem tiếp những clip mới nhất của mình nha. Tạm biệt các bạn.